Ngày 15 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu, đã tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai một số nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác công an, thực hiện nghị định số 06 năm 2014 của Chính phủ, quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chỉ thị số 07 năm 2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên triển khai các mô hình, điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị đã có 20 tập thể, 40 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện nghị định số 06 năm 2014 của Chính phủ và chỉ thị số 07 năm 2014 của Bộ Công an được tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố.